Hello, thầy chào các em nha. Bắt đầu bài 3 nha, tập đánh vần nha. Quý em thấy đó, theo cái mũi tên mà thầy chỉ thì các em ký đánh vần theo nha. Đây là chữ vờ nha, vờ, vờ. Các em để cái hàm răng trên đó ở trên cái bờ môi dưới nha. Các em đánh chữ vờ, 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 vờ. Thì con này nó gọi là con ve, 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 vờ, 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 ve, 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 vờ y vi, vờ a va, vờ y vê, vờ ơ vơ, vi, va, vê, vờ. Rồi các em mà từ từ các em giỏi rồi thì các em nhìn chữ là các em đọc được rồi, không cần phải đánh dần luôn. Thì cái này chữ này là đi, vô, dù, vá. Thì các em phải đánh dần là đợi đi, vờ ô vô, giờ u du huyền dụ, vờ a va sắc vá. Đi, vô, dù, vá. Các em đánh đánh có thể đọc luôn ha. Ve, đi, xa, về, kể, lễ. Vờ e ve, vờ đi, đờ y đi. Sờ a xa, sờ a xa. Vờ e ve, quyền về. Cờ e kê, hỏi kể. Lờ e lê, hỏi lễ. Ve đi xa, về kể lễ. Ve, vờ e ve, vờ e ve. Rờ a ra, bờ ơ bơ, quyền bờ. Chữ này là chữ chữ B nha, hoặc là chữ bờ đó. Chữ này là chữ rờ, rờ. R, R là các em phải đưa cái lưỡi lên lên cái nốt giọng á, lên ở phía trên á, trên cái hàm á, hàm trên á. R, R, bờ. Chữ này là chữ bơ, 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 quyền bờ. Còn đọc là chữ chữ B, hiểu không? Chữ này là chữ B nha. Chữ này là chữ C. C đọc là cờ cũng được. C, cờ, cờ o co, hỏi cỏ. Ra, bờ, cỏ, thấy không? Cờ a ca sắc cá. Cờ a ca sắc cá. Bờ o bo quyền bò. Lờ a la, l a la. Và, gà, dê, dế, cò. Đấy không? Các anh đánh dần nha. V a va quyền và, g a ga quyền gà. Chữ này là chữ g nha các em, chữ g nha. Nhưng mà có khi nào mà nó có chữ 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 y nữa thì nó đọc là g, g, nó hơi khác một tí xíu thôi. À, nhưng mà nó không có cái chữ y đó thì nó đọc là chữ g, g a ga quyền gà. Giờ e dê, giờ e dê sắc dế. Cờ o co quyền cò. Vờ e vê quyền về. Tờ ô tô hỏi tổ. Cờ o co sắc có. Cờ ô cô ngã cổ. Tờ o to về tổ có cổ to. Và gà dê dế cò. Đấy không? Các em bắt đầu ráp dần lại là sẽ đánh ngon lành, đánh dần ngon lành luôn ha. Bây giờ cái này là số 25 số 26, số 27, số 28, số 29, số 30, số 31, số 33. Đúng không?
Bây giờ chữ C với chữ H đọc là chờ, 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 chờ y chi, chờ ơ chơ, chờ ư chư, chi, chơ, chư. Hiểu không? Dễ quá, tiếng Việt quá dễ phải không các em? Đây là con chó thì nó phải đọc của nó là chờ o cho sắc chó, chờ o cho sắc chó, chờ ơ chơ nặng chợ, chợ đó là market ở bên tiếng Mỹ đó, chờ u chu sắc chú, chờ u chu sắc chú, chờ y chi nặng chị, chú đó là ấn cồ đó, chú hay là bác cũng gọi là ấn cồ hết nha. Chị là older sister đó. Rồi bây giờ bắt đầu cũng học tiếng Anh luôn nha. Thôi kệ, clip này mà mấy cháu mà ở bên Mỹ á, thì ký học tiếng Anh cũng được không sao, mấy ở Việt Nam á, thì cũng học tiếng Anh cũng cũng được thôi, càng biết tiếng Anh thì càng tốt nha. Chú nó đi xa, chú nó đi xa, cha ta là our father, our father. Nó đi xa, chú nó đi xa. Chú nó đi xa, chờ u chu sắc chú, nợ no sắc nó, đợi y đi, sờ a xa. Thì nói là his uncle went away, đi xa rồi. Đã về hả? Đã về đó là when, when home, đã về. Chị Tư ra chợ, chị Tư ra chợ thì tiếng Anh nó là chị Tư là sister four, older sister number four đó, ra chợ. Nhiều khi cũng bí đó các em. Đi ra chợ là went to the market, đã ra chợ rồi đó, went to the market. GH đọc là cái này, g đọc là g GH, GH ege, GH ege, GH ege, GH ighi, GH ighi, ghe ghê ghi, GH ege sắc ghế. Cái ghế mình ngồi đó, cái ghế mình ngồi đó nghe các em, cái ghế là chair đó. GH ege hỏi ghẻ là ghẻ đó, ghẻ ghẻ ngứa đâu đó, cái ghẻ đó. Rồi GH ege sắc ghé, ghé là cũng như là đến thăm đó, hiểu không? Come to visit đó, ghé đó. Còn đây là chiếc ghe nha, chiếc ghe nè, chiếc ghe đó thì tiếng Mỹ nó gọi là, cái này là chiếc ghe, nó là the boat, nó cũng là ghe này, nó nhỏ, chiếc ghe này nó nhỏ, cái boat thì có thể nó lớn hơn, thành ra không biết gọi là cái gì cho ơi. Chiếc ghe cũng gọi là boat cũng cũng được nha, chắc không sao đâu. Boat,
Chiếc ghe, chiếc xuồng hả? Xuồng gọi là gì ta? Hỏi ở giờ dơ, ở dơ đó, ở dơ là ít có tắm rửa đó, người ta gọi là ở dơ đó. Thì khi mà ở dơ đó ít có tắm rửa thì hay bị ghẻ lở đó, bị ghẻ lở đó là nó cũng giống giống nhau, nó ghẻ lở đó. Ghẻ lở g g h e ghe hỏi ghẻ l ơ lơ hỏi lỡ, chữ này chữ ăn l nha các em, chữ này là chữ dê nha. Giờ dê hay là giờ cũng được, giờ a da giờ e da hỏi dẻ. Cái này chữ s nha, s nó đưa cái lưỡi lên trên 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 nóc trên á, đưa cái lưỡi lên trên là s. Sờ u su quyền su, sờ u su quyền su, sờ y si quyền si. Ra mu mu hỏi mũ, sờ sơ nặng sợ. Gh e ghê su si ra mũ sợ ghê. Rồi bắt đầu chúng ta sang cái trang mới nha. Đó, cái này nãy là thầy đã nói rồi đó, chữ g mà gặp gặp chữ y đó là phải đọc là giờ, giờ a ra, giống như là gia đình đó. Giờ a ra ra rồi, nó hơi khác với chữ giờ tí xíu nha, cái này cũng gặp khó lắm á. Giờ 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 a ra, giờ y gì à, chữ này giờ y gì ezel. Cái này chữ này chưa từng có nha, chữ này không có đọc được đâu nha các em. Giờ e xe, chữ này nó đâu có nghĩa gì đâu, thành ra mình không có biết là cái gì luôn. Cái này đó là giờ, thấy không, chữ g với chữ y đó đọc là giờ, là giơ tay lên á, giơ tay lên. Còn ở dơ là chữ giờ nghe. Ok, là thầy chỉ cho các em chữ dê nha, giờ đó. Còn cái này là giơ là giơ tay đó, giơ tay đó. Giờ do sắc gió, thấy không, giờ do sắc gió. Giờ quyền giờ, giờ là giờ đồng hồ đó, 6 giờ đó, 6 giờ, 6 giờ. Ông già già, giờ a ra quyền ra, thấy không. Chữ g với chữ y đọc là giờ, a ra quyền ra. Giờ ư dư ngã dữ, hiểu không, cũng như giữ giữ gìn đó. Giữ cái này là cái giỏ. Bờ, chữ này là chữ bờ nghe. Bờ a ba quyền ba, giờ a ra quyền ra. Bà già ra chợ, bà già là cái bà đó lớn tuổi đó, gọi là bà già. Bà già ra chợ có giỏ, là mang theo cái giỏ này nè. Cá rô cờ a ca sắc cá rô rô. Vờ ê vê quyền về, bờ o bo hỏi bỏ, ơ hỏi ở, bỏ ở ghe. G e ghe, cái ghe đó là giống như cái boat từ nãy đó, nhớ.
Càng ngày đọc càng khó nha, thầy cũng thấy khó luôn á nha. Bây giờ N với chữ G đó là đọc là ngờ, 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 hiểu không? Thành ra ngờ, o, ngo, ngờ o ngo, ngờ o ngo, ngờ u ngu, ngờ, ngờ ư ngư. Thấy không? Đọc dễ chưa? Tiếng Việt mình quá dễ luôn phải không các em? Bây giờ ngờ hát, ngờ hát, ngờ hát an nghe, ngờ hát an nghe, ngờ hát an nghe, ngờ hát y nghi, ngờ hát y nghi. Thấy không? Ngờ hát an nghe, ngờ hát y nghi, ngờ hát y nghi. Con này là con nghé, nghé thì phải đọc là ngờ hát an nghe sắc nghé, ngờ hát an nghe sắc nghé. Ngờ, ngờ o ngo nặng ngọ, ngờ o ngo nặng ngọ. R a ra, d e d, nghé ngọ ra d. Chờ mẹ, chờ ơi chờ quyền chờ. M e me nặng mẹ. Ngọ, cái này chữ ngọ đây thầy cũng không biết nữa. Nghé ngọ, nghé ngọ là người ta đọc cho nó có vần vậy thôi, chứ sự thật ra nó không có nghĩa gì hết á. Nó không phải là ngọ là con ngựa đâu nghe. Nó cũng ngựa là người ta cũng đọc là ngọ đó. Nghé ngọ không có nghĩa rồi. Nghĩ, ngờ, ngờ hát y nghi hỏi nghĩ, ngờ hát y nghi hỏi nghĩ. Vờ e vê quyền về, ngờ e nghe sắc nghé, ngờ e nghe sắc nghé. L a la, ngờ o ngo nặng ngọ, ngờ o ngo nặng ngọ. Rồi, các em đọc số này là 33, 33, 34, 35, 36. Nhớ nghe, đọc theo dài sau là 37, 38, 39, 40. Rồi, tiếp theo nha. N với chữ H này là đọc là nhờ, nhờ. Thành ra phải đọc là nhờ e nhe, nhờ ơ nhơ, nhờ ư như. Dễ chưa? Nhe, nhơ, như. Nhờ a nha quyền nhà, nhờ o nho hỏi nhỏ, nhờ ơ nhơ sắc nhớ, nhờ e nhe nặng nhẹ, nhà nhỏ nhớ nhẹ. Tiếng Việt mình đọc quá giỏi luôn, quá dễ luôn. Nhờ a nha quyền nhà, cái nhà nè, thấy không? Ta nghe cha mẹ. Tờ a ta, ngờ e nghe, ngờ hát e nghe. Chờ a cha, mờ e me nặng mẹ. Chờ ơ chơ sắc chớ. Ta nghe cha mẹ, chớ nhổ ra nhà. Thấy không? Chớ có nhổ đó, cũng như giống như là mình nhổ nước miếng mà mình nhổ xuống đất là ở nhà mình là không có được nha các em. Chớ nhổ ra nhà mà dơ, mờ a ma quyền mà, giờ ơ dơ. Thấy không? Chữ này chữ giờ đây nè, giờ ơ dơ. Các em đọc riết thì sẽ quen thôi. Chữ này ca hát đọc là khờ, 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 khờ ơ khơ, khờ ơ khơ, khờ y khi, khờ y khi, khờ u khu, khơ khi khu, khờ y khi hỏi khỉ, khờ ô khô sắc khố, khờ ê khê sắc khế, khờ a kha sắc khá, khỉ khố khế khá. Đây là con khỉ nè, khờ y khi hỏi khỉ.
Khờ y khi hỏi khỉ, nhờ o nho hỏi nhỏ. Nhỏ là nhỏ xíu đó, nhỏ là bé đó, nhỏ là small little đó. Đờ y đi, g e ghe, khỉ nhỏ đi ghe. Ng h e nghe, nghe là mình listen đó, mình lắng nghe đó, nghe đó. Mình nghe tiếng nói đó, mình nghe tiếng gió đó, gió nè, gió, giờ gió, sắc gió, 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 u huyền u huyền u, ngờ u ngu hỏi ngủ, khờ o kho huyền kho. Rồi thôi rồi, xong rồi bài thứ ba ha, hẹn lần các em lần sau là bài thứ tư nha. Bài thứ tư là nhớ đến số 40 nè. Rồi, thôi mến chào các em nha.